Tâm An xin mến chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe trên kênh đọc truyện Chị Dâu. Bây giờ là 19:45 và Tâm An rất vui vì được đồng hành cùng tất cả quý vị vào khung giờ quen thuộc. Buổi tối ngày hôm nay tiếp tục đồng hành cùng với tác giả Trần Phan Trúc Giang. Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị tập 4 của bộ truyện Nàng Dâu 49 ngày. Quý vị và các bạn thân mến, trong tập truyện ngày hôm nay, Tâm An sẽ kể cho quý vị những tình tiết rùng rợn về chuyện bắt quỷ của cô gái Tiểu Bình và tiếp tục sẽ bật mí về thân phận của Tiểu Bình cũng giống như là thân phận của Tam Thiếu trong câu chuyện này. Tại sao hai người lại có thể gặp nhau và duyên cơ nào lại khiến Tiểu Bình có dòng máu ở trong cơ thể của mình? Vậy thì chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tiếp quý vị nhé. Và quý vị khán thính giả thân mến, để gặp lại Tâm An vào buổi trưa vào lúc 11 giờ, Tâm An xin mời quý vị cùng ghé qua kênh đọc truyện Bụi Phố để lắng nghe những câu chuyện mà Tâm An và kênh Bụi Phố cũng đang gửi tới cho quý vị. Cảm ơn quý vị rất nhiều vì lúc nào cũng luôn luôn ủng hộ cho Tâm An, ủng hộ cho kênh đọc truyện Bụi Phố và kênh đọc truyện Chị Dậu. Cảm ơn quý vị rất nhiều và ngay bây giờ Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị tập 4 của bộ truyện Nàng Dâu 49 ngày, tác giả Trần Phan Trúc Giang. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Tam Thiếu gật đầu, giây trước giây sau liền ôm lấy eo của tôi và kéo tôi đi về phía xe. Thái độ hoành hoàng giống như là chiến thần vừa mới chiến thắng một trận đấu vậy. Chỉ là tôi cảm thấy khá là thích, không bài xích cũng không thấy chán ghét cái ôm này. Nhét tôi vào trong xe, Tam Thiếu mặt mày lạnh tanh nhìn tôi. Em nói cho tôi nghe xem nào, dạo gần đây em lăn lội bên ngoài đường làm cái gì? Thì anh chắc cũng biết rồi. Biết rồi còn hỏi đố tôi như vậy làm cái gì chứ? Em còn cười được, công việc nguy hiểm như vậy mà em cũng làm, em chán sống rồi sao? Không nguy hiểm như anh nghĩ đâu, tôi biết lượng sức mình mà, làm gì dám để bản thân gặp nguy hiểm chứ. Thế còn cái tên Ngô Kiến Vũ kia, em làm sao mà quen biết hắn? Tôi nghe xong có chút chột dạ, ngập ngừng giải thích. Cái này Kiến Vũ là đàn anh, học cùng trường với tôi. Tôi với anh ta cũng xem như có quen biết. Tình cờ hôm nay anh ta trở thành khách hàng của tôi. Với lại tôi được anh ta nhờ đến nhà để xem tình hình em gái của anh ta ấy mà. Vậy tại sao hắn ta nói em là bạn gái của hắn? Tôi không biết, anh ta nói linh ta linh tình. Tôi là bạn gái của anh ta khi nào? Tôi chưa có bạn trai đâu. Tam Thiếu nghe xong nheo mày, nghi ngờ hỏi tôi. Thật không phải là bạn gái chứ? Chỉ là bạn bình thường đúng không? Tất nhiên rồi, anh nghĩ cái gì thế hả? Kiến Vũ với tôi không cùng giai cấp. Với lại tôi cũng không thích anh ta. Gặp mặt bao nhiêu đâu mà bạn với chả gái. Thôi được, tôi tin em. Thấy biểu cảm của Tam Thiếu cuối cùng cũng dịu xuống, tôi mím môi mỉm cười, trong lòng cũng thấy nhẹ nhõm hơn. Mà chết, tại sao đột nhiên tôi lại có cảm giác như vậy chứ? Nhưng mà này, ngày mai em vẫn đến nhà hắn à? Ừ, tôi nhận việc rồi, ngày mai phải đến giải quyết cho khách hàng chứ. Không bỏ được công việc này sao? Tôi nhìn Tam Thiếu nghiêm túc trả lời. Không bỏ được. Tam Thiếu này, tôi biết là anh lo cho tôi, nhưng mà anh yên tâm đi, tôi lớn rồi, tôi biết tự bảo vệ bản thân mình. Công việc của tôi có chút đặc thù, nhưng mà không nguy hiểm đâu, anh đừng có lo lắng. Nhưng mà vẫn có rủi ro. Công việc nào chả có rủi ro. Thấy Tam Thiếu vẫn còn chau mày, tôi liền ôm lấy anh ta và nũng nịu. Tam Thiếu, anh đừng có xị mặt ra như vậy chứ, không đẹp trai tí nào. Tôi không sao đâu, không có con ma nào vật được tôi đâu nhá. Nhưng tại sao em không chịu an phận chứ? Ở yên một chỗ đối với em khó khăn lắm mà. Thiệt tình, không muốn lo cho em cũng không được, mà lại còn cười được chứ. Vẫn là Tam Thiếu tốt nhất. Không khí trong xe đột nhiên tràn ngập vui vẻ, cả tôi và Tam Thiếu đều mỉm cười. Anh ta cũng không quên dặn dò tôi phải cẩn thận. Tôi lại trấn an anh ta đừng lo lắng. Nhất thời trong lòng tôi sinh ra một loại cảm giác rất dễ chịu. Cái loại cảm giác này khác biệt hoàn toàn với những cảm giác trước kia mà tôi từng trải qua. Sáng ngày hôm sau, lúc tôi xuống nhà đã nhìn thấy Tam Thiếu đang ngồi đọc báo. Thấy tôi xuống, anh ta lên tiếng hỏi. Em ăn sáng đi, tôi chờ em.
Chờ tôi á? Ừ. Hôm nay em đến nhà Ngô Thiếu, có đúng không? Tôi đi cùng với em. Anh đi cùng với tôi? Có cái gì mà em ngạc nhiên thế? Em xem tôi giống như là trợ lý của em đi. Nhưng mà anh đi theo tôi làm gì? Bảo vệ em. Bảo vệ tôi á? Nhưng mà... Đừng có nhưng gì hết. Sau này em làm việc, tôi sẽ đi cùng em. Nhưng mà tôi không lấy tiền đâu. Tôi hỗ trợ thêm cho em. Quá tốt rồi còn gì. Quyết định như vậy đi. Tôi ngơ ngác. Căn bản là không nghĩ tới Tam Thiếu sẽ nói với tôi như vậy. Anh ta đi theo tôi, bảo vệ cho tôi. Có cần phải nghiêm trọng như vậy không chứ? Mặc dù rất hoang mang, nhưng cuối cùng Tam Thiếu cũng theo tôi đến nhà của Kiến Vũ, biệt thự của Ngô gia. Lúc thấy sau lưng tôi có cả Tam Thiếu, biểu cảm của Kiến Vũ có chút co giật. Anh ta trợn mắt lên, trợn mắt xuống, nhưng cuối cùng vẫn để cho bọn tôi vào trong nhà. Đối với sự có mặt của Tam Thiếu ở nhà họ Ngô, không chỉ khiến Kiến Vũ co giật, mà ngay cả người nhà họ Ngô cũng muốn co giật theo. Ông chủ của họ Ngô cũng chính là ba của Kiến Vũ. Ông ta nhìn Tam Thiếu như kiểu nhìn thấy người ngoài hành tinh, sửng sốt đến không nói nên lời. Tam Thiếu, tại sao cậu lại ở đây? Tam Thiếu thong dong bước vào trong nhà. Anh ta nghiêm giọng lên tiếng. Tôi đi theo bảo vệ vợ tôi, phòng ngừa Ngô Thiếu làm bừa với vợ của tôi. Vợ cậu là tiên sư Tiểu Bình ư? Đúng vậy. Một câu trả lời rất là xúc tích, khiến nhà họ Ngô muốn trầm cảm. Chắc bọn họ đang nghi ngờ bản thân mình, không hiểu vì sao Tam Thiếu gia nhà họ Giang lại có vợ làm tiên sư. Lý Tú Uyên chả nhẽ lại là tiên sư? Tôi cũng không muốn để tâm đến ánh mắt quái lạ của bọn họ. Việc chính của tôi đến đây là để trừ ma, không phải đến đây để nhát ma bọn họ. Tôi ngồi xuống ghế, nghiêm túc hỏi Kiến Vũ. Kiến Vũ này, em gái của anh bây giờ đang ở đâu? Cô ấy tên là gì? Đang ở trên lầu. Cứ gọi con bé là Mai Vi. Bây giờ anh đưa tôi lên phòng của em ấy có được không? Được chứ, cô đi theo tôi. Tôi và Tam Thiếu đưa Kiến Vũ đưa lên trên lầu. Lúc Kiến Vũ mở cửa phòng của Mai Vi, tôi bước vào. Tôi không hề cảm nhận được âm khí hay là quỷ khí đang phảng phất xung quanh. Mai Vi đang ngồi trước bàn trang điểm. Gương mặt cô ấy rất xinh, nét mặt rất giống với Kiến Vũ, xinh đẹp, thuần khiết và đáng yêu. Nếu không phải vì sa sút tinh thần, chắc hẳn cô ấy cũng rất xinh và có sức sống. Mai Vi, em cảm thấy thế nào rồi? Mai Vi ngước mắt nhìn bọn tôi, ánh nhìn thẫn thờ, gương mặt tái nhợt. Cô ấy mỉm cười. À, anh hai, anh lại đưa ai đến vậy? À, đây là Tiểu Bình, cô ấy là bạn của anh. Nghe nói sức khỏe của em không tốt nên muốn đến thăm em. Còn đây là... À, em biết, là Tam Thiếu. Tam Thiếu không mặn không nhạt trả lời câu hỏi của Mai Vi. Chào Ngô tiểu thư, tôi là Tam Thiếu của Giang gia. Biết có Tam Thiếu đến đây, thái độ của Mai Vi không còn khó chịu như lúc đầu. Cô ấy nhìn về phía bọn tôi, vui vẻ chào đón. Mời anh chị ngồi, em chải tóc xong, em ra nói chuyện với anh chị à? Được rồi, em cứ từ từ, không cần vội đâu. Mai Vi gật đầu, cô ấy lại chải tóc, cũng trang điểm nhẹ nhàng, thoát cái trở nên có sức sống hơn. Tôi đợi Mai Vi đến, cả bốn người ngồi cùng nhau nói chuyện. Chủ yếu là tôi và Mai Vi trò chuyện cùng nhau. Thì thoảng Mai Vi cũng hỏi Tam Thiếu vài câu và anh ta cũng nhiệt tình đáp lại. Nói chuyện tầm một lát, Mai Vi có vẻ mệt nên xin phép đi nghỉ. Tôi cùng Tam Thiếu và Kiến Vũ cũng rời đi để cho cô ấy có thời gian nghỉ ngơi. Sau khi xuống dưới nhà, Kiến Vũ liền hỏi tôi. Tiểu Bình này, Mai Vi bị làm sao đấy? Có phải em ấy bị quỷ ám không? Mai Vi không bị quỷ ám, ở nhà của anh không thấy một con quỷ nào. Thế chuyện này là sao chứ? Những tiên sư trước kia đều nói rằng Mai Vi là bị quỷ ám cơ mà. Cái này thì tôi không biết, nhưng lúc tôi bước vào nhà họ Ngô, tôi không cảm nhận được ở đây có quỷ khí hay là âm khí gì. Chắc chắn một điều với anh đấy, Mai Vi không phải là bị quỷ ám. Thế tại sao con bé nó lại như vậy hả Tiểu Bình? Nghe Ngô lão già hỏi, tôi cũng không biết trả lời thế nào. Suy nghĩ một lát, trước nhất vẫn nên hỏi thăm về sức khỏe và tình hình lúc xảy ra chuyện. Vú nuôi của Mai Vi nghe tôi hỏi, bà ấy liền trả lời ngay. Dạ tiên sư,
Mai Vy trước khi xảy ra chuyện vẫn rất bình thường. Con bé ăn uống khỏe mạnh, vẫn đi học đi chơi cùng bạn bè mỗi ngày. Tự dưng đến một hôm, là khoảng hơn một tháng trước, con bé trở về nhà với tâm trạng thơ thẩn. Tôi hỏi con bé bị làm sao, con bé không chịu nói. Kể từ hôm đó cho đến bây giờ, con bé càng ngày càng suy nhược cơ thể, ăn uống ít đi, cũng không muốn ra ngoài. Cứ ngày ngày nằm trong phòng, còn không muốn nói chuyện với ai. Vậy cái lúc mà dì thấy Mai Vy bất thường, cô ấy có biểu hiện gì sao? Con bé giống như người mất hồn, chậm chạp, nói chung là kỳ lạ lắm. Cô ấy có bệnh gì không? Mọi người đưa cô ấy đi khám chưa? Ngô lão già lúc này thở dài lên tiếng. Tôi đưa con bé đi khám rồi, bác sĩ không tìm thấy bệnh gì, chỉ bảo là do con bé nó suy nhược cơ thể thôi. Tôi nghe xong gật gù và suy ngẫm một lát. Tôi liền lấy trong túi xách ra một lá xích phù, đưa đến cho Kiến Vũ. Lát nữa anh dán xích phù này ở trước cửa phòng của Mai Vy, sau đó cố gắng dẫn dụ em ấy ra khỏi cửa, rồi quan sát xem em ấy có sợ lá bùa này không. Xong chuyện anh nhớ gọi báo cho tôi sẽ có cách giải quyết. Có cần làm thêm cái gì khác nữa không? Không cần, tạm thời anh cứ làm theo lời tôi dặn. Ừ, anh biết rồi. Lát nữa anh gọi điện báo cho em kết quả. Dặn dò kỹ càng, tôi và Tam Thiếu lên xe trở về. Ngồi trên xe, tôi cứ suy nghĩ mãi về trường hợp của Mai Vy. Đúng là tôi không cảm nhận được âm khí xung quanh cô ấy, nhưng nhìn Mai Vy lúc này không khác gì là bị quỷ ám. Nhưng nếu là bị quỷ ám, tôi nhất định sẽ nhìn ra được quỷ khí chứ. Mắt âm dương của tôi có bao giờ không nhìn ra được quỷ hồn đâu. Hơn nữa tiếp xúc với Mai Vy, tôi cảm thấy cô ấy phát ra một loại khí rất là kỳ lạ. Không phải là quỷ khí, cũng không phải là oán khí. Lạ thật đấy. Em đang nghĩ đến chuyện của Ngô Tiểu Thư sao? Ừ, trường hợp của cô ấy rất kỳ lạ, nhưng mà tôi nghĩ mãi vẫn không thông. Tôi cũng thấy cô gái đó rất kỳ lạ. Lúc nhìn tôi, ánh mắt cô ta rất khác. Khác ư? Khác như thế nào? Em có xem phim liên quan đến kỹ nữ bao giờ chưa? Ánh mắt cô ta nhìn tôi rất giống với kỹ nữ nhìn thấy đàn ông, hoặc giống như là đắc kỷ vậy. Đắc kỷ á? Thì tôi cũng không chắc. Lúc còn bé, tôi có xem phim Đắc Kỷ Trụ Vương. Tôi cảm thấy ánh mắt của Mai Vy nhìn tôi giống với ánh mắt của đắc kỷ. Tôi cũng đoán là như thế thôi. Mà em cũng đừng xem là thật. Đắc kỷ trụ vương ư? Đắc kỷ là hồ ly tinh, mà hồ ly tinh là hồ yêu. Nói vậy, yêu khí trên người của Mai Vy tỏa ra là yêu khí của yêu tinh ư? Tối hôm đấy về nhà, tôi suy nghĩ rất nhiều về chuyện của Mai Vy. Tôi bây giờ cũng có thể xem là một nửa của tiên sư, không thể thấy khó mà bỏ qua được. Cũng không phải là có chuyện gì xảy ra cũng chạy đến chỗ Yên bà cầu cứu. Yên bà đặt niềm tin vào tôi nhiều như vậy, tôi cái gì cũng chạy đến hỏi. Vậy còn gì là chí khí chứ? Mà hơn nữa, Yên bà hôm nay đã đi rồi. Nghe bảo bà ấy có chuyện quan trọng cần phải giải quyết được tổng môn. Thế nên tôi muốn hỏi cũng không hỏi được. Thay vì làm phiền người khác, tại sao mình không tự tìm cách để giải quyết chuyện của mình chứ? Dù sao tiền phí lần này cũng là do bản thân tôi nhận. Suy nghĩ một hồi, tôi liền lấy lọ trấn hồn, niệm chú, sau đó mở nắp ra. Bóng dáng quỷ nam mà lần trước tôi thu phục hiện lên. Quỷ nam kia thấy tôi gọi, hắn ta cười đon đả, hỏi han tôi. Tiên sư, cô gọi tôi ra đây có chuyện cần nhờ tôi, có đúng không? Coi như là có chuyện cần nhờ anh thật. Anh giúp tôi điều tra nhà họ Ngô, có được không? Nhà họ Ngô là Ngô gia, có phải không thưa tiên sư? Đúng vậy, là Ngô gia. Được, chuyện này có cái gì khó đâu. Mà tiên sư muốn tôi điều tra ai? Gia chủ hay là người làm? Tôi cần biết vài chuyện về Ngô Mai Vy, con gái của Ngô lão gia. Anh có làm được không? Được chứ, tiên sư cứ đợi tôi. Quỷ nam nhận lời sau đó liền rời đi. Tôi biết anh ta đi rồi sẽ quay trở lại, cũng không có cách nào chạy trốn khỏi tôi được. Phàm là quỷ hồn bị tôi thu vào lọ trấn hồn, dù thực lực có cao thâm bao nhiêu thì cũng chịu trói trong tay lọ trấn hồn. Nếu lát nữa không thấy quỷ nam kia trở về, tôi chỉ cần đọc chú thu hồn, dù đang bay ở biên giới anh ta cũng sẽ thu về. Nếu như chống cự, có khi còn bị mất đi vài phần thực lực đã tu luyện.
Tôi ngồi yên trong phòng, cô nhớ lại xem trước kia thập bà có nói qua với tôi về yêu tinh hay không. Trước giờ tôi chỉ gặp và đối phó với quỷ hồn, yêu tinh cũng chưa từng gặp qua. Hiện tại bây giờ không biết nên giải quyết bằng cách nào. Trong lúc chờ quỷ nam kia điều tra, tôi rảnh rỗi liền gọi cho Kiến Vũ hỏi thăm qua tình hình. Kiến Vũ nói với tôi Mai Vi không có dấu hiệu sợ bùa chú, nhưng mà cô ấy có thể nhận biết được người nhà đang dán bùa chú trước cửa phòng. Xem ra những gì tôi và Tam Thiếu suy đoán là đúng, Mai Vi rất có thể là bị yêu tinh ám thân. Lúc quỷ nam kia trở về đã là một tiếng đồng hồ sau. Anh ta bay phà đến trước mặt tôi, giả vờ vất vả lắm, lau mồ hôi lấm tấm trên trán. Lần này cô diệt yêu thành công, cô đừng có quên công lao của tôi đấy. Anh nói diệt yêu á? Vậy đúng thật là Mai Vi bị yêu tinh ám thân sao? Đúng là cô gái đó bị yêu tinh ám thân. Mà theo tôi thấy, cô gái đó có khi đã bị yêu tinh mượn xác rồi cũng nên. Mượn xác? Có thể là như vậy. Tôi hít vào một hơi, cảm thấy mọi chuyện đúng là không dễ như tôi vẫn hay tưởng. Nhưng mà không sao, mượn xác thì cũng dễ thôi. Ít nhất điều đó chứng tỏ yêu tinh kia chưa đủ thực lực để chiếm xác của Mai Vi. Nếu là chiếm xác ấy thì mới là khó đối phó, chứ còn mượn xác thì vẫn đang còn nằm trong tầm kiểm soát. Tiên sư! Tôi suy nghĩ nhập tâm quá, quỷ nam kia gọi tôi 2-3 lần, tôi mới để ý đến hắn ta. Có chuyện gì? Quỷ nam cười cười, bộ mặt trắng dã, lại còn nhe răng cười, khiến cho tôi dựng hết cả tóc gáy. Chịu không được, tôi nhăn mày nói. Thôi thôi, anh làm ơn đừng có cười, anh là quỷ, chứ có phải là người đâu. Quỷ nam bị tôi lên án, anh ta nhất thời ngậm miệng lại, không cười nữa, trông dễ nhìn hơn biết bao nhiêu. Tiên sư này, ngày mai cô bắt được yêu hồ đó, cô làm ơn, cô đừng có nhốt chung nó một chỗ với tôi có được không? Tại sao? Thì tôi mặc dù tôi chết rồi, tôi biến thành quỷ rồi, nhưng mà tôi vẫn một lòng chung thủy với bạn gái của tôi. Cô cũng biết rồi, đám yêu hồ đấy, cô nhốt chung nó với tôi, nhỡ đâu con yêu hồ đấy nó làm chuyện gì có lỗi với tôi. Ôi, tu vi của tôi không cao, chống cự không lại được đâu. Sao anh biết con yêu hồ đó là nữ chứ? Biết đâu nó là nam thì sao? Quỷ nam nhất thời, cả tôi và quỷ nam đều im lặng, nghi hoặc nhìn nhau. Cuối cùng vẫn là quỷ nam lên tiếng trước. Là nam hay nữ gì cũng vậy, tóm lại cô phải bảo vệ sự trung tình của tôi. Bằng không ấy à? Cho dù có chết, à mà không, cho dù tôi có hồn phi phách tán, tôi cũng nguyền rủa cô. Tôi càng nghe càng thấy đau đầu, hai bên thái dương giật giật, nhất thời phiền não vô cùng. Sao anh không mua luôn cái lọ trấn hồn của tôi để mà ở luôn đi? Đã bị tôi thu phục rồi lại còn yêu cầu này kia. Mà tôi biết rồi, tôi bảo vệ sự trung trinh cho anh, hy vọng 100 năm sau anh biến thành một con quỷ còn trinh như anh luôn mơ ước. Quỷ nam đáng lý còn muốn nói nhiều, nhưng mà thấy tôi chau mày nhăn mặt, anh ta vẫn là sợ tôi vài cái, liền biến thành đốm đen bay thẳng vào trong lọ trấn hồn. Sau khi quỷ nam biến mất, tôi liền tập trung tinh thần và nghiên cứu cách thu phục yêu tinh kia. Yêu tinh không giống quỷ hồn, bùa chú không khiến cho bọn chúng sợ hãi chạy trốn. Đã như vậy, chỉ còn duy nhất một cách, mà không biết Tam Thiếu có đồng ý hay không, lo lắng quá. Sáng ngày hôm sau, tôi vừa đu vừa đeo, vừa khóc lóc gào ầm lên với Tam Thiếu. Sau một tiếng đồng hồ thuyết phục, Tam Thiếu cuối cùng cũng đồng ý với kế hoạch của tôi. Nếu yêu hồ kia đã thích Tam Thiếu như vậy, chỉ còn cách hy sinh tấm thân ngà ngọc của Tam Thiếu, dùng Tam Thiếu dẫn dụ yêu tinh ra ngoài. Sau khi bàn bạc dặn dò kỹ lưỡng, tôi cùng với Tam Thiếu liền đến Ngô gia. Tôi để Tam Thiếu vào trong trước, còn tôi thì trèo hàng rào vào sau. Sau khi nói chuyện với Kiến Vũ, tôi để Kiến Vũ đưa Tam Thiếu lên phòng của Mai Vi, còn tôi ở ngoài phục kích. Chỉ cần nghe động tĩnh gì đó không ổn, tôi liền nhào vào để cứu Tam Thiếu bắt yêu tinh. Tôi với Kiến Vũ rình rập bên ngoài. Tôi nhỏ tiếng hỏi: Tam Thiếu vào lâu chưa? Lâu rồi, khoảng chừng hơn 10 phút. Tôi gật gù và tiếp tục chờ đợi kết quả. Bên trong phòng của Mai Vi rất yên tĩnh, tựa hồ không có một chút tiếng động gì quá lớn. Trong lòng tôi vô cùng hoang mang. Đột nhiên lúc này nghe một tiếng ré vang lên,
Cùng lúc đó là tiếng quẫy đạp chống cự. Biết Tam Thiếu đã động thủ, tôi liền tung cửa bay vào. Chỉ là cảnh tượng diễn ra trước mắt tôi làm tôi có chút giật mình, không ngờ tới. Mai Vì ngã sóng xoài dưới đất bất tỉnh, Tam Thiếu đứng bên cạnh, tay anh ta giữ chặt cổ của yêu hồ, mà con yêu hồ kia như bị siết nghẹn vậy. Nó không ngừng quẫy đạp kêu cứu, mặt nhỏ yêu mị vì bị siết làm cho biến dạng, nhìn tôi với ánh mắt cầu cứu. Kiến Vũ ngây người, giây sau liền chạy đến đỡ lấy Mai Vì. Tôi thì kinh ngạc nhìn Tam Thiếu, hai mắt mở to. Tôi ấp úng hỏi: Tam Thiếu, anh làm sao mà bắt được yêu hồ vậy? Tam Thiếu nhún vai, tay lúc này vẫn siết chặt lấy cổ của yêu hồ. Tôi cũng không biết, tôi thấy Mai Vì áp sát lại tôi liền lấy tay siết cổ cô ta, vừa siết cổ vừa kéo, cuối cùng kéo được con yêu hồ này ra ngoài. Chỉ có vậy thôi á? Ừ. Anh không dùng đến huyết phù mà tôi đưa cho anh sao? Không. Tôi hoàn toàn chấn kinh, nhất thời không tiết chế được cảm xúc hoang mang trong lòng mình. Tam Thiếu có thể dùng tay không lôi yêu hồ đang ẩn thân trong cơ thể của Mai Vi ra ngoài? Đây rốt cuộc là tình huống kinh dị gì chứ? Tôi hết nhìn Tam Thiếu, sau đó nhìn đến yêu hồ. Thấy yêu hồ kia như muốn tan biến vào không khí, sợ ả ta cứ như vậy mà tan biến, tôi liền dùng xích khóa hồn quấn chặt lấy ả ta, siết chặt xích trong tay để ả ta không tìm cách mà trốn thoát. Ả hồ ly lúc này hiện nguyên hình là hồ ly hai đuôi, tu vi rất thấp, không thể biến thân thành người nên chỉ có thể dùng cách mượn xác của Mai Vi để sống. Ả ta chiếm thân xác của Mai Vi, sau đó từ từ đầy hồn phách của Mai Vi ra ngoài. Đợi đến khi đầy được hết hồn phách của cô ta ra, thân xác của cô ấy sẽ hoàn toàn thuộc về ả ta. Đây là cách nhanh nhất để ả hồ ly kia có thể biến thành người, không cần tu vi cao cường, cũng không cần tốn thời gian mấy trăm năm tu luyện. Ả hồ ly vừa nói vừa run, ánh mắt ả ta mỗi khi nhìn đến Tam Thiếu đều như thất kinh hồn phách. Không riêng gì ả ta, đến cả tôi cũng muốn thất kinh khi nghĩ đến chuyện Tam Thiếu có thể tay không bắt yêu như vậy. Ngẫm nghĩ lại vẫn thấy hoang mang vô cùng. Sau khi thu phục được ả hồ ly kia, tôi nhốt ả vào trong đá hồ ly, đợi lát nữa đem ả đến chỗ của Thủy Long, giao luôn cho Thủy Long giải quyết. Còn về phần của Mai Vi, tôi phải dùng huyết phù để tìm hồn phách cô ấy trở về. Cũng may ả hồ ly kia chỉ mượn xác trong thời gian ngắn, chứ nếu để lâu e là có bắt được hồ yêu cũng không cứu được cô ấy. Giải quyết xong hết mọi chuyện, tôi nhận phí trừ yêu, sau đó chào tạm biệt mọi người ra về. Lúc ra đến cổng, Kiến Vũ liền chạy theo tôi. Anh ta hối hả gọi lớn: Tiểu Bình ơi, đợi anh một chút. Có chuyện gì vậy? Hay là anh định cho tôi thêm tiền phí à? Em muốn lấy bao nhiêu, anh chuyển khoản cho em. Tôi nói đùa đấy, tôi lấy đủ tiền rồi. Tôi không có vì anh là chỗ quen biết mà giảm giá cho anh đâu. Sau này có muốn mua bùa chú bình an gì đó, anh gọi cho tôi lấy giá thân thiện. Em còn muốn có lần sau sao? Đừng có đùa anh như vậy chứ. Biết đâu bất ngờ. Tôi và Kiến Vũ nói chuyện với nhau cùng cười, nhất thời quên mất vẫn còn một người thứ ba đang đứng sát bên tôi. Này, cười xong chưa? Nếu như cười xong rồi thì đi về. Nghe giọng lạnh tanh của Tam Thiếu phát ra, tôi liền quay sang anh ta và cười lấy lòng của Tam Thiếu. Lúc này Tam Thiếu chau mày nhìn tôi. Thấy Tam Thiếu như vậy, tôi liền quay sang Kiến Vũ chào tạm biệt. Nếu không có chuyện gì, vậy tôi đi trước, hẹn anh có dịp gặp lại. Kiến Vũ có vẻ như không nỡ, anh ta nhìn tôi chốc lát, sau đó lại quay sang nói với Tam Thiếu. Tam Thiếu này, tôi nghĩ anh vẫn nên buông tha cho Tiểu Bình đi. Tôi không biết vì lý do gì mà cô ấy lại không thể nào rời bỏ anh. Nhưng chuyện anh giấu Giang lão gia, tôi từ đó đến giờ không phải là dạng người quân tử gì đâu. Ngô Thiếu có gan thì cứ đến Giang gia kể tội với ông nội tôi. Tôi cũng có nhiều chuyện muốn kể với Ngô lão lắm. Kiến Vũ nghe xong thoáng ngượng chín mặt, anh ta gằn giọng. Được, cứ coi như tôi bỏ qua. Anh cũng không có quyền mà ép giữ Tiểu Bình bên cạnh mình. Cô ấy không phải là vợ của anh. Anh nên suy xét lại việc mình làm đi. Tam Thiếu nhèo mày, giọng điệu không nghe ra được
là đang có niềm vui hay là khó chịu. Làm sao đây? Nếu như Tiểu Bình không là vợ của tôi thì anh định làm gì? Ngô Thiếu, anh muốn theo đuổi cô ấy sao? Tôi có theo đuổi cô ấy hay không, chuyện đó không liên quan đến anh. Tôi ít ra vẫn tốt hơn anh, không ép bức người khác sống ở bên cạnh mình. Ép bức? Việc anh làm không phải là ép bức thì là gì? Thế chả nhẽ Tiểu Bình tự nguyện sao? Tam Thiếu, anh đàng hoàng một chút đi. Kiểu người như anh hoàn toàn không hợp với Tiểu Bình. Anh muốn chơi đùa, anh chọn cô gái khác mà chơi. Đừng làm tổn thương một cô gái đàng hoàng như cô ấy. Tam Thiếu nghe xong đột nhiên im lặng không nói gì. Ánh mắt của anh ta gắt gao nhìn chằm chằm vào Kiến Vũ, mà Kiến Vũ cũng không hề chịu thua. Hai người cứ như vậy mà dương cung bạt kiếm, như chuẩn bị đánh nhau đến nơi vậy. Thấy tình hình căng thẳng, sợ là có án mạng xảy ra, tôi vội vàng kéo tay Tam Thiếu rời đi. Trước khi đi cũng không quên nói với Kiến Vũ vài câu, hôm nào rảnh rỗi gặp mặt nói chuyện sau. Lôi Tam Thiếu vào được trong xe, tôi thở phào nhẹ nhõm, lúc này mới cảm thấy yên tâm một chút. Đúng là hai tên oan gia, cứ gặp mặt nhau là muốn bay vào cắn xé nhau. Tôi đứng ở giữa can ngăn ấy cũng thấy mệt mỏi lắm rồi. Về đến nhà, Tam Thiếu đi trước, tôi đi theo sau. Anh ta bước đến cầu thang thì đột nhiên dừng lại, hai mắt nhìn tôi chăm chú, giọng của anh ta khàn khàn. Kiến Vũ nói, tôi bức ép em. Có phải em cũng nhìn thấy là tôi bức ép em không? Bị hỏi đột ngột như vậy, tôi cơ bản là không hiểu chuyện gì. Nhất thời lời nói của tôi có chút ấp úng. Tôi... Em biết là tôi không cố ý bức ép em, là bởi vì tôi không biết em không phải là Lý Tú Uyên, có đúng không? Thì tôi biết, anh cũng là hiểu nhầm, chỉ là hiểu nhầm thôi mà. Vậy em sống chung với tôi, em có thấy tôi bức ép em cái gì không? Tôi có đối xử không tốt với em không? Không hề, anh rất tốt với tôi sống ở nhà anh, tôi rất thoải mái. Biểu cảm căng thẳng của Tam Thiếu lúc này mới dịu xuống được một chút. Ánh mắt của anh ta nhìn tôi không còn gắt gao như ban đầu, mà chuyển sang nóng bỏng kỳ lạ. Tôi không biết sau khi kết huyết được hoàn thành, em có muốn ở lại bên cạnh tôi hay không, nhưng tôi đối với em là chân thành, không có một suy nghĩ là bức ép hay là lừa lọc gì em cả. Có thể bây giờ em không cảm nhận được tâm ý của tôi, nhưng tôi tin từ từ em cảm nhận được. Tiểu Bình, tôi không giống như những gì mà Kiến Vũ nói. Tôi không phải là loại người tồi tệ như vậy. Nói xong một lèo dài, như cảm thấy có chút ngượng ngùng, Tam Thiếu tăng hắng vài cái, giọng nói ngượng nghịu. Mà thôi, chắc là em mệt rồi, em vào nghỉ ngơi đi, lát đến giờ cơm tôi gọi nhé. Vâng. Tiếp theo đó tôi một phòng, Tam Thiếu một phòng, không ai nói với ai thêm câu nào nữa. Tôi đóng cửa phòng mình lại, cả người vẫn còn ngần ngần ngơ ngơ, tim của tôi còn đập thình thịch bởi vì câu nói khi nãy của Tam Thiếu. Anh nói với tôi cái gì mà chân thành, cái gì mà tâm ý, cái đó có phải là đang thổ lộ tình cảm với tôi hay không? Trời đất ơi, tôi phải làm sao đây? Tam Thiếu thích tôi ư? Tôi phải làm gì đây? Bây giờ tôi chọn váy cưới trước hay là đặt nhà hàng trước nhỉ? Hay là nhờ thầy Trương xem năm nào sinh con là hợp tuổi? Ôi, kích thích quá. Tam Thiếu ơi là Tam Thiếu, bước đi này không đi lại được đâu. Hôm nay Tam Thiếu có việc bận nên chỉ tôi với thầy Trương xuống mật thất. Hôm nay là ngày lấy máu thứ 12. Mọi chuyện diễn ra vô cùng thuận lợi. Tôi xử lý vết thương nhỏ ở giữa lòng bàn tay mình, cười nói với thầy Trương. Thầy Trương này, chuyện lấy máu sau này thầy để tôi tự xuống đây làm cũng được, không cần thầy phải chạy tới chạy lui cực khổ như vậy đâu. Thầy Trương đang xem xét trận pháp của kết huyết, nghe tôi nói như vậy, thầy dịu giọng trả lời tôi. Đây là chuyện mà tôi nên làm, kết huyết này rất quan trọng, tôi mà không xem qua, tôi cảm thấy không được yên tâm. Thầy Trương này, thầy là người của môn phái nào trong giới huyền học vậy? Thầy Trương nhìn lướt qua tôi, nhàn nhã trả lời. Tôi là đệ tử của Cao Thanh Môn, không biết mợ Tam có từng nghe qua Cao Thanh Môn chưa? Tôi nghe xong hơi giật mình một chút, hóa ra thầy Trương cũng là đệ tử đồng môn với Thập Bà Bà.
Trùng hợp như vậy sao? Thế còn mợ, mợ là đệ tử của môn phái nào? Tôi ạ. À, tôi được học vài chiêu của một bà lão ấy mà. Tôi cũng không biết bà ấy thuộc môn phái nào. Chỉ là học được vài chiêu mà mợ có thể lợi hại như vậy sao? Theo tôi nghĩ sư phụ của mợ chắc chắn là một cao nhân ẩn dật, mà người có máu huyền âm như mợ quả là ngàn năm mới có một người. Mợ Tam, nếu mợ không ngại, mợ có thể theo tôi đến Cao Thanh Môn học đạo. Cao Thanh Môn rất trọng người có tố chất đặc biệt giống như mợ đây. Thầy vừa nói gì? Thầy biết tôi có máu huyền âm sao? Tôi biết, mặc dù hơi khó nhận ra được mùi máu huyền âm, nhưng mà rất may tôi nghe sư phụ nói qua về máu huyền âm, nên khi tiếp xúc với máu của mợ, tôi vẫn nhận biết được mợ có máu huyền âm trong người. Vậy chuyện này Tam Thiếu có biết không? Cậu ấy biết, chính cậu ấy cũng nhận ra được mùi máu của mợ có điểm khác lạ. Thầy Trương, rốt cuộc Tam Thiếu là ai mà có thể nhận biết được mùi máu huyền âm trên người của tôi chứ? Thầy Trương nghe xong nheo mày và im lặng trong khoảng vài giây, lát sau mới nghiêm túc trả lời tôi. Thật ra tôi cũng không biết Tam Thiếu là người như thế nào. Tôi chỉ biết cậu ấy cũng giống như mợ, là người có khả năng đặc biệt về mặt huyền học. Chỉ là những khả năng đặc biệt của cậu ấy không xuất phát từ luyện tập, mà xuất phát từ trong bản năng. Lúc tôi được lão tài nhờ giúp, tôi đã rất hoài nghi về Tam Thiếu. Nhưng sau một khoảng thời gian tiếp xúc, tôi mới biết cậu ấy không giống như những gì mà tôi nghĩ. Hiện tại tôi giúp cậu ấy cũng vì muốn giữ lại tính mạng cho cậu ấy. Còn về những chuyện khác, tôi đến nay không rõ ràng. Tôi ngạc nhiên vô cùng. Xuất phát từ trong bản năng ư? Hèn gì ngày hôm trước chính tay Tam Thiếu lôi được yêu tinh đang mượn xác trong cơ thể người sống ra ngoài mà không cần dùng đến pháp khí hay là phù chú gì. Lôi yêu tinh ư? Đúng vậy thầy Trương, tôi cũng rất là ngạc nhiên. Tôi cũng biết chuyện thu phục yêu tinh đối với tiên sư cũng không dễ dàng gì. Tôi đáng lý muốn dẫn dụ yêu tinh, nếu như đến lúc mà yêu tinh hiện nguyên hình, tôi mới dùng đến huyết phù để áp chế ả ta. Nhưng tôi lại không nghĩ được rằng Tam Thiếu lại dùng tay không. Đúng là dùng tay không đấy, lôi hồn phách yêu tinh ra ngoài. Lôi một cái xoẹt, không hề mất một chút sức lực nào. Thật là như vậy sao? Chuyện này tôi nói thêm nói bớt với thầy làm gì chứ. Cũng bởi vì thấy anh ta như vậy nên hôm nay tôi mới hỏi thầy. Tôi nghi ngờ anh ta cũng là một tiên sư. Thầy Trương thoáng trầm mặt, giọng của thầy khàn đi. Tiên sư, đúng là khả năng này rất lớn. Nhưng Tam Thiếu từ nhỏ là một cậu ấm. Cậu ấy ngoài biết võ ra thì chưa từng tiếp xúc qua với huyền học. Trên người cậu ấy không có linh khí, cũng không biết sử dụng pháp khí. Hơn nữa thế nào hả thầy? Lần đầu tiên tôi gặp Tam Thiếu, lúc đó cậu ấy đang bất tỉnh. Mợ có biết khi ấy tôi đã nhìn thấy chuyện gì không? Chuyện gì thưa thầy? Tôi đã nhìn thấy hồn phách của Tam Thiếu xuất ra khỏi cơ thể. Đó không phải là linh hồn, mà là nhân hồn, tức là hồn phách của một người còn sống. Nhân hồn của cậu ấy xuất ra, nó không đi đâu, nó không chạy loạn, mà chỉ nghiêm túc đứng nhìn cơ thể đang bất tỉnh của cậu ấy. Khi nhìn thấy chuyện kỳ lạ như vậy, tôi thật sự rất sốc, gần như không dám tin vào mắt của mình. Lão Tài nói với tôi, nếu có cách nào đó giúp cậu ấy, phần nhân hồn này có thể rời khỏi cơ thể của cậu ấy mãi mãi. Tôi nghe xong vô cùng kinh ngạc. Tôi ngơ ngác rất lâu mới cất tiếng nói được một câu. Làm sao có chuyện đó được? Thật là không thể nào tin được. Đúng là chuyện lạ, nhưng còn chuyện này còn lạ hơn. Tôi hít vào một hơi, chăm chú nghe thầy Trương nói tiếp. Nhân hồn của Tam Thiếu không giống nhân hồn của những người bình thường. Theo tôi nhìn thấy được, nhân hồn của cậu ấy có một loại khí thở rất kỳ lạ. Chắc mợ cũng biết, phàm nếu là con người, nhân hồn, quỷ hồn, yêu tinh hay là cả thần tiên đều có một loại khí thở, hay còn gọi đó chính là khí tức đặc trưng. Tiên sư chúng ta chính là dựa vào khí thở đó mà phân biệt được đâu là quỷ, đâu là người,
đâu là thần tiên. Rõ ràng khí thở trên người của Tam Thiếu là khí thở của người sống, nhưng khí tức của nhân hồn khi xuất ra khỏi cơ thể cậu ấy lại là khí tức kỳ lạ. Kỳ lạ ư? Đó là khí tức của yêu, của quỷ hay là của thần? Tôi không nhìn ra được. Có thể nhân hồn của cậu ấy đã bị phong ấn vì một nguyên nhân nào đó. Chỉ khi nào mở được phong ấn, tôi mới có thể nhận biết được nhân hồn đang tồn tại trong cơ thể của Tam Thiếu là của người, của quỷ hay là của thần tiên. Nhưng mà tôi không nghĩ nhân hồn đó là của quỷ đâu. Bởi vì nếu là của quỷ, cậu ấy không sống được đến bây giờ. Vậy mục đích mà thầy bày trận ra là muốn giữ nhân hồn của anh ta lại, không để nó xuất ra ngoài sao? Chính xác là như vậy. Những lần trước khi nhân hồn của cậu ta xuất ra, mặc dù nhân hồn đó không đi đâu nhưng lại không chịu trở vào trong cơ thể. Có lần tôi phải dùng cả thuật pháp nhưng không thể nào xê dịch được nó. Cũng may là lần cuối cùng nhân hồn của cậu ấy cũng chịu quay trở vào. Nếu không, thật sự tôi không biết phải làm cách nào để có thể giúp được cậu ấy. Chuyện này đúng là kỳ lạ thật. Cơ thể và hồn phách làm sao có thể tách biệt nhau như thế? Một người sống phải hội tụ hai yếu tố, đó chính là nhân và hồn. Nhân là cơ thể, hồn là hồn phách. Một khi hồn phách xuất ra khỏi cơ thể, đó là báo hiệu một người đã chết. Sau khi người chết, quỷ sai sẽ đưa hồn phách của người chết xuống âm phủ trình báo. Sau đó hoặc là đi đầu thai truyền kiếp, hoặc là chờ đầu thai truyền kiếp. Nhưng cũng có vài trường hợp người sống chưa đến lúc chết mà hồn phách vì một nguyên nhân nào đó mà xuất ra bên ngoài. Khi đó hồn phách sẽ được gọi là nhân hồn, sẽ có người gọi là khả năng đặc biệt, có thể điều khiển được nhân hồn của mình. Nhưng thường là bậc chân nhân, tu vi cao cường mới có thể làm được chuyện này. Còn đối với một người bình thường, chuyện nhân hồn xuất ra thường xuyên như vậy là chuyện không tốt. Bởi vì nếu nhân hồn xuất ra mà không tìm thấy cơ thể của mình, hoặc là không có người dẫn tìm được cơ thể, thì người đang sống có khả năng sẽ chết bất cứ lúc nào. Hoặc là tình huống xấu hơn, có thể bị yêu tinh ma quỷ chiếm cứ thể xác. Nhưng cứ cho là nhân hồn có thể xuất ra khỏi cơ thể, vậy còn chuyện nhân hồn có loại khí tức khác với khí thở của người sống, chuyện đó phải giải thích thế nào đây? Trừ phi thể xác đang bị ma quỷ yêu tinh chiếm đóng thì không thể nào có chuyện thể xác và hồn phách không đồng nhất với nhau như thế được. Nhưng mà tôi rõ ràng không cảm nhận được Tam Thiếu có cái gì khác lạ. Không có âm khí, oán khí, càng không có linh khí. Cơ thể của cậu ấy hoàn toàn bình thường. Thầy Trương cũng gật đầu đồng ý với tôi. Đó mới là điểm đáng nói. Nếu cơ thể bị yêu ma quỷ quái chiếm đóng, tôi nhìn vào nhất định tôi nhận ra ngay. Không có khả năng qua mắt được tôi. Chuyện của Tam Thiếu đến bây giờ vẫn là một ẩn số. Tôi coi như là vô lực, không tìm hiểu được nguyên nhân tại sao. Tôi thở dài, đúng là vô lực thật. Loại chuyện kỳ lạ như vậy đến bây giờ tôi mới nghe lần đầu tiên. Thể xác và hồn phách không đồng nhất, đúng là không thể lý giải được. Tiệc mừng thọ của Giang lão gia diễn ra vô cùng linh đình và náo nhiệt. Hiện tại tôi đang là cháu dâu trong nhà nên tôi đếm rất sớm. Khách khứa hôm nay rất đông, mọi người đều có nhiệm vụ của mình. Chỉ có tôi là tương đối nhàn rỗi, bởi vì tôi không có khách khứa gì mà tiếp đãi. Ngoại trừ thi thoảng theo sau Tam Thiếu để mời rượu, tôi vẫn là rảnh rỗi hơn hết. Cũng may là có gia đình Nhã Thi và thầy Trương đến, tôi lúc này mới có người để nói chuyện tán dóc. Tam Thiếu đi một vòng mời rượu khách khứa, sau đó dừng lại bàn của tôi và Nhã Thi đang ngồi. Anh nở một nụ cười, nói với thầy Trương và vợ chồng của chú Tài. Mọi người cứ tự nhiên, có cần gì cứ gọi người làm. Tôi phải tiếp đãi khách khứa giúp ông nội, không ở đây tiếp đãi mọi người được. Thầy Trường vui vẻ. Có mợ Tam ở đây là được rồi, cậu cứ làm gì thì làm đi. Tôi với lão Tài ăn uống no say mới chịu về, cậu cứ yên tâm. Tam Thiếu cũng cười theo. Anh ta quay sang nói với Nhã Thi. Em ăn nhiều một chút nhé, thức ăn hôm nay rất ngon, ăn cho có sức khỏe. Nhã Thi cười rạng rỡ, gật đầu vâng dạ, gương mặt vốn dĩ thanh tú bây giờ lại càng xinh đẹp hơn. Tôi ngồi một bên, cứ tưởng là Tam Thiếu quên luôn tôi.
đang ủ rũ rầu rĩ lại nghe bên tai có giọng nói ấm áp truyền đến. Sao lại rầu rĩ thế này? Từ chiều tới giờ em đã ăn gì chưa? Vẫn chưa. Em ăn cùng mọi người nhé. Tối nay về nhà muộn lắm đấy. Đừng để bụng đói, không tốt đâu. Thế anh ăn gì chưa? Tôi không đói, lát nữa tôi ăn. Anh cũng nhớ ăn chút gì vào, cứ uống rượu không tốt đâu. Tôi biết rồi, em ngồi đây với Nhã Thi, lát nữa tôi quay lại. Tam Thiếu nói chuyện với thầy Trương và mọi người một lát, sau đó rời đi. Nhìn phong thái bất phàm của anh phía trước, lòng tôi vô thức có cảm giác yêu mến kỳ lạ. Đúng là người đẹp, đến dáng đi cũng cảm thấy đẹp. Tam Thiếu, anh ấy đối xử với cô đúng là tốt thật đấy Tiểu Bình ạ. Đột nhiên nghe Nhã Thi nói như vậy, lại nhìn thấy ánh mắt cô đơn của cô. Nhất thời tôi không biết nên trả lời thế nào, ngoài nở một nụ cười có chút gượng gạo. Mãi một lát sau tôi mới nói được mấy chữ trong ngượng ngùng khách sáo. À, tôi thấy anh ấy đối xử với cô cũng rất tốt mà. Anh ấy đối với tôi thế nào tất nhiên là tôi biết rõ. Tam Thiếu dịu dàng với cô như vậy, lần đầu tiên tôi nhìn thấy, đúng là thật là ngưỡng mộ cô. Đối với những câu nói đầy sự ngưỡng mộ của Nhã Thi, tôi thật sự không thấy tự hào một chút nào. Nhã Thi là người sống nội tâm, phải đau lòng và khó chịu đến thế nào khi mà cô ấy mới nói với tôi những lời như vậy chứ. Con người tôi sống mạnh mẽ lạc quan quen rồi, bây giờ tiếp xúc thân thiết với một cô gái yếu đuối mong manh như thế này, tôi cơ bản không thể nào không thấy thương xót. Con gái mà, đâu phải ai cũng rõ ràng và mạnh mẽ được như tôi. Lúc tiệc gần tàn, gia đình Nhã Thi và thầy Trương cũng về. Mọi người về rồi, tôi lại cảm thấy nhàm chán không chịu được. Khách khứa cũng gần về hết, bây giờ chỉ còn lại những người thân quen với Giang Gia ở lại. Ngó thấy Tam Thiếu đang bận rộn nói chuyện với ai đó, tôi có hơi uể oải nên liền đứng dậy đi tới đi lui một lát cho khuây khỏa. Tôi đi một vòng trước sân, nhịn không được liền nói người làm đem đến cho tôi mượn đôi dép mang trong nhà. Lâu ngày mang giày cao gót, mang cả một buổi, đứng là đau chân lắm. Thay vào đôi dép cảm thấy dễ chịu thoải mái, tôi định đi vòng xuống vườn nhà sau. Ở sân sau có sông, có xích đu rất mát. Tôi bước về phía trước, lại nhìn thấy Nhị Thiếu đang bước về phía tôi. Nhị Thiếu ngạc nhiên khi nhìn thấy tôi, biểu cảm của anh ấy có chút kỳ lạ. Giọng nói, nghe được sự kinh ngạc. Tú Uyên! Mặc dù không hiểu chuyện gì, nhưng tôi mỉm cười và đáp lời. À, dạ vâng, là em đây ạ. Anh vừa nhìn thấy em ở vườn nhà sau. Em lên đây bằng cách nào mà nhanh vậy? À, dạ. Nhị Thiếu lúc này nói trong sự hoang mang. Không phải sao? Anh còn hỏi em tại sao em thay váy. Em nói em đi mời rượu bị đổ vào váy nên em thay ra. Chả nhẽ không phải em à? Tôi thoáng giật mình, nhưng rất nhanh sau đó khôi phục được lý trí. Tôi nhìn Nhị Thiếu gấp gáp hỏi. Anh Quốc, anh nhìn thấy em ở đâu ạ? Thì mới vừa nãy anh có điện thoại nên đi ra sau vườn. Vừa hay anh nhìn thấy em đang đứng nhìn ra sông. Anh tưởng là em gặp phải chuyện gì nên anh đến hỏi chuyện. Lâu chưa ạ? Lâu chưa anh? Vừa mới nãy thôi. Mà này, Tú Uyên, Tú Uyên, em đi đâu thế à? Mặc kệ cho Nhị Thiếu kêu gọi thế nào, tôi cứ xác định vườn nhà sau mà chạy đến. Lúc tôi chạy đến, nhìn xung quanh sân không thấy ai, bốn phía sáng trưng nhưng không có người. Lại linh cảm sau lưng có ai đó đang nhìn tôi liền quay đầu nhìn lại. Bỗng xoẹt xoẹt, một bóng người mặc váy đỏ chạy nhanh qua. Tốc độ này không giống như bay và cũng không giống như chạy. Thấy người trước mặt như sắp biến mất, tôi không nghĩ gì liền chạy theo. Mà người kia như biết tôi đang đuổi theo, thoáng chốc thân ảnh kia dừng lại, sau đó xoay người lại và nhìn tôi. Ngay khi tôi còn ngơ ngẩn chưa biết phải làm thế nào thì bóng người kia đã xoay người rồi chạy nhanh về phía trước, sau đó biến mất vào hàng rào giáp với nhà kế bên. Tôi loay hoay đứng đó, vừa quan sát tứ phía vừa cảnh giác xung quanh, nhưng mà hoàn toàn không nhìn thấy có bất kỳ ai xuất hiện. Việc bóng người kia đến rồi đi, tôi cơ bản là không cảm thấy hoảng sợ. Chỉ là gương mặt của cô gái rất giống với tôi, giống tôi y đúc.
Sáng ngày hôm sau, cả tôi và Tam Thiếu đều dậy rất muộn. Tam Thiếu vì say nên không dậy nổi, còn tôi là bởi vì thức quá khuya nên sáng không cách nào mà bò dậy. Mãi đến hơn 10 giờ sáng tôi mới ủy oải bò dậy khỏi giường. Lúc xuống dưới nhà, nhìn thấy Tam Thiếu đang ngồi ăn sáng. Thấy tôi đi xuống, anh ấy liền ngước mắt nhìn tôi. Em dậy rồi đấy à? Ăn sáng cùng với tôi luôn không? Tôi đi tới ghế và ngồi xuống, gật đầu, giọng nói uể oải. Cho tôi một ít gì đó để ăn đi, tôi đói quá. Tam Thiếu mỉm cười, anh ấy căn dặn người làm đem thức ăn đến cho tôi. Cũng không quên lấy thêm cho tôi một ly sữa tươi để bồi bổ. Ăn uống no say, tinh thần tôi lúc này mới trở nên phấn chấn. Vừa lau miệng tôi vừa hỏi. Hôm nay anh không đi làm à? Sao hôm qua anh uống nhiều thế? Tôi với chú Cao dìu anh lên phòng, mệt chết đi được. Tôi cũng không định uống nhiều, chỉ là không uống thì không được. Công việc của tôi không nhất định phải đến công ty, nghỉ ở nhà một thời gian cũng không sao. À, thì ra là vậy. Mà hôm qua lúc tôi tìm được em, sắc mặt của em không được tốt. Em gặp chuyện gì à? Hay là em lại nhìn thấy quỷ hồn? Tôi thở dài một hơi. Hôm qua tôi cũng định nói chuyện này với Tam Thiếu, nhưng lúc đấy anh ta quá say, tôi nghĩ rằng không tiện nói. Bây giờ nghĩ đi nghĩ lại, vẫn nên nói cho anh ta biết chuyện về tối hôm qua tôi đã nhìn thấy ai. Tam Thiếu này, hôm qua hình như tôi có gặp Lý Tú Uyên đấy. Tam Thiếu có vẻ ngạc nhiên, chân mày anh ta nheo lại, thần sắc kinh ngạc. Cô ấy đến tìm em sao? Không phải là đến tìm tôi, mà là tôi vô tình bắt gặp được cô ta. Tôi cũng không chắc người đó có phải là Lý Tú Uyên không, nhưng nếu đến cả Nhị Thiếu cũng nhìn nhầm, vậy thì chắc chắn là cô ấy rồi. Thấy Tam Thiếu vẫn còn rất mơ hồ, tôi liền kể lại chuyện ngày hôm qua cho anh ta nghe. Kể xong hết, tôi tiếp tục nói. Theo như tôi nghĩ, người hôm qua tôi gặp rất có thể đã không còn sống. Chuyện này anh nên điều tra một chút, biết đâu có ẩn tình gì đang ở phía sau. Em chắc chắn người hôm qua gặp là quỷ hồn chứ? Có phải quỷ hồn hay không thì tôi không dám chắc, bởi vì lúc đó mọi chuyện xảy ra quá nhanh, tôi cũng không nhìn rõ được là có âm khí hay là oán khí xung quanh không. Nhưng mà với kinh nghiệm từ đó đến giờ của tôi thì con người không thể có khả năng chạy nhanh đến như vậy được, càng không có khả năng biến mất. Hơn nữa tôi chưa từng nhìn thấy Lý Tú Uyên, tôi cũng không biết cô ấy giống tôi đến như thế nào. Chỉ là người hôm qua cô ta có gương mặt rất giống với tôi. Tam Thiếu nhìn tôi một lát, ánh mắt anh ta nhìn tôi rất phức tạp, giọng nói cũng nghiêm hơn hẳn. Em với Lý Tú Uyên rất giống nhau. Nếu cả em và cô ấy đều ăn mặc giống nhau, chắc chắn tôi cũng không nhìn ra được đâu là em, đâu là cô ấy. Tiểu Bình, em có từng nghe nói đến nhà họ Lý bao giờ chưa? Hoặc là em có người chị em thất lạc nào không? Tôi chưa từng nghe. Tôi cũng không biết là mình có người chị em thất lạc nào không. Bởi vì từ bé tôi sống cùng với bà nội tôi, sau đó tìm được thập bà, cũng là sư phụ đã mất của tôi. Về ba mẹ hay anh chị em gì đấy tôi cũng không biết, bởi vì bà nội chưa từng nói với tôi. Nhưng mà tôi nghĩ rằng chắc là không liên quan đâu. Nếu có thì bà nội phải nói cho tôi nghe rồi chứ. Chắc anh cũng biết tôi có máu huyền âm mà, đúng không? Mà người có máu huyền âm rất hiếm, không thể nào cùng một mẹ sinh ra mà người có, người không được. Em có biết lý do vì sao Lý Tú Uyên được gả cho tôi không? Cái này tôi không biết. Mà anh thích cô ấy à? Hay là ông nội muốn cưới cô ấy cho anh? Nhà anh giàu thế này, chắc chắn là có chuyện liên hôn gì đó, tôi đoán là như vậy. Không có chuyện liên hôn. Em xem phim nhiều quá rồi. Giang gia ở thị trấn cổ này là gia đình giàu có và quyền lực, bởi vì tổ tiên Giang gia đã ở đây lập nghiệp từ trăm năm trước, nên ông nội mới không muốn anh em bọn tôi đi nơi khác phát triển. Tài sản hiện tại ông nội rất nhiều, khách sạn, nhà hàng, chung cư nhiều đếm không hết. Không chỉ ở đây mà còn ở rất nhiều tỉnh thành khác trên khắp cả nước. Anh em bọn tôi không cần phải liên hôn với gia đình nào cả.
vợ của Thanh Quốc cũng là do anh ấy tự chọn. Nói như vậy anh thích Lý Tú Uyên à? Tam Thiếu im lặng một lát. Lát sau tôi lại nghe giọng của anh ta cất lên, ý tứ rất thẳng thắn. Thích hay không thích tôi cũng không biết. Cảm xúc của tôi lúc này rất kỳ lạ. Tôi có nói em cũng không hiểu được đâu. Tôi có tình cảm với em, điều đó là sự thật. Tôi cũng không muốn giấu giếm em bất cứ chuyện gì. Em có thể hiểu được ý của tôi không? Hiểu ư? Hiểu theo cách nào đấy chứ? Anh ta nói như vậy thì rất có thể tôi giống với Lý Tú Uyên nên anh ta mới sinh ra cảm tình với tôi. Nhưng cái tên mặt trắng này, anh ta có thể nói dối đi được không? Tại sao lại nói toẹt ra như vậy chứ? Đầu óc của tôi lúc này không nghĩ thông được nữa rồi. Mặc dù lời nói kia nghe qua rất khó chịu, nhưng tôi lại cảm thấy sự chân thật trong đó vô cùng nhiều. Thấy tôi im lặng, Tam Thiếu lại cất giọng nói tiếp. 49 ngày máu là bất đắc dĩ. Tôi thật lòng không muốn ép ai phải cho tôi máu. Bản thân tôi là một cái gì đó rất mơ hồ. Tôi nửa muốn buông xuôi, nhưng nửa lại không cho phép. Cũng giống như cảm xúc của tôi khi nhìn thấy Lý Tú Uyên lần đầu tiên vậy. Có cái điều gì đó rất kỳ lạ mà tôi không thể nào giải thích được. Cái hôm làm lễ cưới, nhà họ Lý đưa em đến. Lúc đó em bị ngất. Nhà họ Lý nói rằng sức khỏe của em không được tốt. Ai cũng biết sức khỏe của Lý Tú Uyên rất tệ, nay bệnh mai đau, nên chuyện cô ấy đột nhiên ngất đi cũng là chuyện hết sức bình thường. Tôi vốn dĩ muốn đợi em tỉnh lại, nhưng người nhà họ Lý lại muốn làm lễ rước dâu trước. Bởi vì ngày 15 âm lịch đã đến, tôi không thể nào trì hoãn thêm được. Sau khi làm lễ kết huyết, đá thần chấp nhận máu của em, người nhà họ Lý cũng kéo nhau về. Tôi thấy thái độ của bọn họ rất kỳ lạ, lại thấy em lâu quá không tỉnh dậy. Tôi liền mời bác sĩ đến khám cho em. Kết quả bác sĩ nói rằng em bị thuốc mê làm cho bất tỉnh, nhanh lắm phải đến ngày hôm sau mới tỉnh lại được. Đến lúc đó tôi mới biết nhà họ Lý kia lừa tôi. Bọn họ đánh cháo em thay cho Lý Tú Uyên. Tôi nghe xong ngỡ ngàng, lại không nghĩ rằng Tam Thiếu lại nói rõ ràng mọi chuyện với tôi như vậy. Biết em không phải cô ấy, tôi thật lòng không muốn liên lụy đến em. Nhưng thầy Trương lại khuyên nhủ tôi để em thiệt thòi một chút, nhưng bù lại có thể giữ mạng sống cho cả tôi và em. Tiểu Bình này, kết huyết một khi đã bắt đầu, vậy thì nhất định phải được hoàn thành. Cũng chỉ vì nguyên nhân đó mà em mới bị giam lòng ở đây, liên lụy đến cả em. Và tôi thì không muốn điều này. Tôi không muốn phát sinh tình cảm với em, là điều mà tôi chưa bao giờ nghĩ tới. Tôi chớp chớp mí mắt, cơ thể như ngừng thở, bởi vì chạy theo nhịp điệu lời nói của anh ta. Tam Thiếu trước giờ luôn kiệm lời, tại sao bây giờ lại nói nhiều đến như vậy? Thấy tôi càng lúc càng thơ thẩn, Tam Thiếu đột nhiên mỉm cười, nụ cười rất đỗi dịu dàng. Em đừng nghĩ là tôi đang biện minh cho mình. Tôi thật ra là nói những lời thật lòng, là bởi vì tôi muốn. Em không nên hiểu nhầm tôi. Giữa em và Lý Tú Uyên có cái gì đó rất lạ. Cảm xúc của tôi cũng thay đổi rất nhanh chóng. Tôi biết tôi thay đổi cảm xúc như vậy là không đúng, không quân tử. Nhưng tôi không thể nào ngăn được cảm xúc của mình. Cảm giác của tôi với em là xuất phát từ trong sâu cơ thể, giống như đã có từ rất lâu. Trái tim của tôi đập thình thịch, gần như không dám thở mạnh vì hồi hộp. Trong lòng đột nhiên sinh ra một loại cảm giác rất lạ, nửa hưng phấn, nửa âu lo. Tam Thiếu không nói gì thì tôi cũng biết anh ấy có một chút tình cảm với tôi. Bây giờ anh ấy nói thẳng ra như vậy, tôi lại thấy anh ấy có nhiều hơn một chút. Thề chả nhã yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên là có thật à? Tôi cuối cùng cũng có thể trở thành nữ chính ngôn tình thật ư? Mặc dù đang rất hưng phấn, nhưng lý trí của tôi vẫn đang rất mạnh mẽ. Tôi e hèm mấy tiếng. Nhưng mà tôi vẫn còn một số chuyện thắc mắc. Em muốn hỏi chuyện gì? Vậy lý do anh muốn cưới Lý Tú Uyên là gì? Là bởi vì anh có tình cảm với cô ấy nên anh muốn cưới cô ấy làm vợ sao? Không phải như vậy. Tôi biết đến cô ấy cũng là vì chuyện kết huyết. Người nhà họ Lý cần một số tiền để làm ăn. Ông nội tôi giúp đỡ bọn họ, nhưng bù lại bọn họ phải gả Lý Tú Uyên cho tôi. Tôi nói thế này chắc em đang nghĩ rằng nhà họ Giang dùng tiền
để ức hiếp người khác có đúng không? Không phải như em nghĩ đâu. Tất cả đều là nhà họ Lý tự thân tìm đến cửa. Bọn họ biết Giang Gia đang tìm một cô gái nào đó có máu tam âm. Đúng vậy, Lý Tú Uyên là cô gái mang dòng máu tam âm trong người. Máu tam âm? Lý Tú Uyên sinh ra vào giờ âm, ngày âm và năm âm à? Đúng là như vậy. Tôi và thầy Trương luôn tìm người có máu nhị âm trở lên. Nhưng những lần trước, những cô gái có máu nhị âm đều không được đá thần chấp nhận. Khó khăn lắm mới tìm được Lý Tú Uyên có máu tam âm. Vậy mà nhà họ Lý lại lừa tôi bằng cách này. Thật sự là khó lường. Người nhà họ Lý tìm đến một cô gái có gương mặt giống với Lý Tú Uyên để thay con gái của bọn họ, không phải tổn hao máu tam âm. Chỉ là bọn họ không biết được rằng cô gái được thay lại có cả máu huyền âm. Tôi không biết nên nói gì. Tam thiếu quá may mắn hay là quá mức xui xẻo đây? Tiểu Bình, tôi sẽ điều tra về Lý Tú Uyên và nhà họ Lý. Dù cô ấy còn sống hay chết, tôi nhất định phải tìm cô ấy trở về. Tôi biết em chưa có tình cảm gì với tôi. Tôi không dám ép em. Chỉ là tôi muốn nói trước với em về chuyện của Lý Tú Uyên, để sau này em không nghĩ rằng tôi lừa dối hay lừa gạt tình cảm của em. Tôi và nhà họ Lý phải giải quyết rõ ràng mọi chuyện. Tôi cũng muốn biết lý do vì sao Tú Uyên lại làm như vậy với tôi. Càng muốn biết em và nhà họ Lý có quan hệ gì hay không. Tôi nhất định sẽ không vì Tú Uyên quay trở về mà làm tổn thương em. Bây giờ không muốn, sau này cũng không muốn. Rất khó khăn tôi mới tìm được cô gái mà tôi đã tìm từ rất lâu. Dĩ nhiên tôi chỉ muốn đem đến cho em những điều tốt nhất. Con người của tôi rất khô khan, cũng không biết nói vòng vo, nói lãng mạn. Biết là sẽ làm cho em sợ, nhưng tôi lại không thể nào bày hoa bày nến, thổ lộ tình cảm với em được. Thật sự tôi không làm như thế được. Mặt của tôi lúc này đỏ bừng, tim của tôi đập loạn lên, hai mắt rũ xuống, không dám nhìn thẳng vào mặt của Tam Thiếu. Tam Thiếu thấy tôi như vậy, anh đột nhiên mỉm cười, chồm người sang tôi, xoa tóc cho tôi. Thế tại sao mỗi lần tôi nói chuyện, em lại cứ cúi đầu, không nói gì thế này? Tại người ta ngại ngùng. Người mà ma không sợ, quỷ không sợ, mà cũng biết ngại ngùng à? Tôi có chút buồn bực, liền liếc mắt nhìn lên, giọng nói oán trách. Anh để cho tôi ngại thì anh lăn đùng ra bất tỉnh à? Tôi cũng là con gái cơ mà. Tam Thiếu lúc này cười đến sảng khoái. Anh ấy đột nhiên đi vòng qua tôi, kéo ghế ngồi xuống bên cạnh tôi. Sau này dù nghe bất kỳ ai nói gì, em cũng đừng nghĩ linh tinh. Tôi rất sợ em hiểu nhầm chuyện gì đó. Trong phim ấy toàn là tình tiết kiểu như vậy. Anh cũng biết xem phim quá nhỉ. Nhưng anh yên tâm đi, con người của tôi rất lý trí. Não của tôi nhảy số nhanh hơn trái tim của tôi rất nhiều. Lý trí quá cũng không tốt. Người như tôi sống lý trí quen rồi, nếu cứ sống theo tình cảm thì không bao giờ bảo vệ được bà nội và bản thân của tôi bình yên đến giờ phút này. Tam Thiếu bất ngờ nắm lấy tay của tôi. Bàn tay anh ấy rất lớn, nhiệt độ cơ thể lại ấm, khiến tim tôi đang yên bình đột nhiên trở nên rộn ràng nhảy múa. Tôi nhìn anh ấy, ánh nhìn có chút ngượng ngùng, cũng có chút bẽn lẽn. Đó giờ toàn đánh nhau là nhiều, tự dưng lại nắm tay thân thiết thế này, có kỳ quá không? Nắm tay tôi một lát, Tam Thiếu dịu dàng nói với tôi. Sau này em cứ sống bằng tình cảm, lý trí thì để đấy tôi lo, được không? Tôi liếc mắt nhìn lên, cũng không biết nên nói gì, chỉ có thể bèn lẽn gật đầu đồng ý. Đối với cái nắm tay đầy thân thiết như thế này, tôi rất thích. Nói được rõ vài chuyện, tôi cũng yên tâm hơn về Tam Thiếu. Thật ra mà nói, nếu anh ấy không nói cho tôi biết về chuyện anh ấy và Tú Uyên, vậy thì tôi cũng không đến mức gọi là không tin tưởng. Nửa tháng trôi qua, Tam Thiếu đối xử với tôi rất tốt. Con người anh ấy mặc dù khô khan kiệm lời, nhưng sống lại rất có tình cảm, lại biết quan tâm đến cảm nhận của người khác. Tam Thiếu thuộc kiểu người ít nói, làm nhiều. Những việc anh ấy làm đều là vì tôi, lo nghĩ cho tôi. Dần dà dù không có tình cảm, tôi cũng trở nên có tình cảm thôi. Mà hiếm ai có thể kháng cự lại được sức hút của Tam Thiếu, một người đàn ông hoàn hảo đến thế cơ mà. Hai trụ đuốc đầu tiên đã cháy rực, kết huyết vẫn chưa gọi là đi được một nửa chặng đường.
Vẫn còn 5 trụ đang tắt, nhưng với tình hình này, tôi nghĩ rằng trước sau gì kết huyết cũng thành công. Đến khi kết huyết thành công, tôi có thể về thăm nhà. Còn chuyện của tôi và Tam Thiếu thế nào, đợi sau này hãy nói vậy. Thời gian này tôi không nhận được công việc trừ ma nào. Có thi thoảng Yên bà gọi điện hỏi thăm tôi. Bà ấy cũng có nói tổng môn đang ngưng việc nhận đơn hàng vì đang sắp xếp lại môn quán. Rảnh rỗi tôi đi đây đó với Nhã Thi tham quan vài nơi mà trước kia tôi chưa tới. Tam Thiếu không phải đi làm, nhưng có vài ngày anh ấy vẫn đến công ty để xem xét sổ sách liên quan các thứ. Hôm nay Tam Thiếu cũng không có nhà. Tôi rảnh rỗi ngồi xem tivi. Đang xem đến đoạn cao trào thì có điện thoại gọi đến. Xin chào, ngài có phải là Tiểu Bình tiên sư không? Đúng là tôi ạ. À, tôi có người quen của Ngô Thiếu giới thiệu. Tôi hiện tại có chuyện cần nhờ tiên sư. Dạ vâng, là có chuyện gì vậy ạ? Chuyện này phải nhờ tiên sư đích thân tới nhà tôi một chuyến. Tôi cũng không biết giải thích thế nào cho tiên sư hiểu, nhưng đại khái là nhà của tôi giống như có quỷ ám. Anh là người quen của Ngô Kiến Vũ sao? Dạ đúng vậy. Cậu ấy nói pháp thuật của ngài rất cao thâm. Nếu ngài không tin tôi, ngài có thể gọi cho Ngô Thiếu để hỏi. Tôi cam đoan tôi không phải là loại người lừa gạt. Ngài có thể tin tôi. Thôi được rồi, tôi tin anh. Anh cho tôi địa chỉ đi, lát tôi đến. Người đàn ông trong điện thoại gửi cho tôi địa chỉ. Nửa tiếng sau tôi đã tìm được nhà, một căn biệt thự nhỏ ở khu biệt thự gần với Giang Gia. Ra đón tiếp tôi còn có cả Ngô Thiếu. Và anh ta nhìn thấy tôi, ngạc nhiên hỏi: Cô đến rồi đây à? Kiến Vũ, sao anh ở đây? Khách hàng của cô cũng là khách hàng của tôi. Tôi đứng ra giới thiệu, tôi phải có mặt chứ. Tôi lườm nghít anh ta một cái, lúc này mới quay sang người đàn ông đang đứng bên cạnh anh ta. Chào anh, tôi là tiên sư Tiểu Bình. Chào tiên sư, tôi tên là Mẫn. Tôi nghe Kiến Vũ nói cô còn rất trẻ, nhưng không nghĩ rằng cô lại trẻ đến như vậy. Tôi ra nghề sớm một chút. Tôi cũng nghĩ vậy. Mời tiên sư vào trong nhà. Vào nhà uống nước, rồi chúng ta nói chuyện. Đây là khu biệt thự đắt tiền ở thị trấn cổ. Nhà họ Giang cũng ở trong khu này. Nhà ở đây thì không bàn cãi gì nhiều. Phía trước có cây xanh, phía sau giáp với sông, xa xa còn có núi. Không gian thoáng đãng, khí hậu trong lành mát mẻ. Chỉ là khi tôi bước vào trong nhà, tôi lại có cảm giác khác hẳn với khi ở bên ngoài. Ở bên ngoài có nắng, nhiệt độ cũng gọi là ấm áp dễ chịu. Vậy mà bên trong nhà, nhiệt độ lại thấp đến đáng sợ. Phải nói là rất lạnh lẽo. Biệt thự bên ngoài hào nhoáng, bên trong lại đơn giản đến khó tin. Có chút tò mò, tôi liền hỏi: Anh Mẫn này, nhà này có phải là anh đang sống không? Tiên sư nhìn đúng rồi. Nhà này tôi mua lại của chủ trước. Mục đích mua để khi nào gia đình lên đây nghỉ dưỡng, có chỗ ở lại. Tôi không thường xuyên ở đây. Thì ra là như vậy. Bảo sao trong nhà lạnh lẽo đến như thế. Phạm là nhà không có người ở, bên trong sẽ rất lạnh. Không có hơi ấm của bếp núc, cũng không có sinh khí của con người. Anh Mẫn này, tôi có thể đi tham quan nhà trước được không? Có thể chứ. À, hay là để tôi đưa tiên sư đi xem. Tôi đứng dậy đi một vòng, Kiến Vũ cũng đi theo tôi. Anh ấy vừa đi vừa lo lắng nói vào tai của tôi: Tiểu Bình này, Tiểu Bình, anh cảm thấy ở đây rất là kỳ quái. Kỳ quái thế nào? Giống như có người cứ nhìn chằm chằm vào anh vậy. Tôi có thấy ai đâu chứ. Anh Mẫn lúc này cũng lên tiếng: Kiến Vũ nói đúng rồi đấy thưa tiên sư. Ngày hôm qua tôi và cậu ấy có uống với nhau vài chai ở trong nhà. Ban đêm khi cậu ấy về, tôi có cảm giác có người cứ nhìn tôi, nhưng tôi đi vòng thì lại không thấy ai cả. Anh kiểm tra khắp nhà chưa? Có khi nào vì nhà không có người nên có ai vào đây không? Hôm qua tôi xem xét trong nhà, đúng là không có ai. Không có dấu hiệu nào chứng tỏ có người đang sống. Tôi gật gù. Anh Mẫn nói đúng. Nhà này không có người ra vào. Vì nếu có người ở, trong nhà không lạnh lẽo như vậy. Nếu đã không có người, vậy thì... Tôi đi hết tầng dưới, tiếp theo đó là lên tầng trên. Lại đi lên thêm một tầng nữa, kiểm tra được hai phòng ngủ ở đây. Đang định đi tiếp đến phòng ngủ thứ ba, thì đột nhiên lọ trấn hồn trong túi sách của tôi rung lắc dữ dội.
kèm theo đó là một luồng sát khí mạnh mẽ ập tới. Biết có nguy hiểm, tôi liền lấy ra hai cái hồng phù thả lên. Cùng lúc đó, đẩy hai người đàn ông phía sau đi xuống. Tôi quát lớn: "Hai người đi nhanh lên, đi xuống, nhanh lên!" Hồng phù bay lên nhưng rất nhanh đã bị đánh thành tan tành. Biết rõ quỷ hồn trước mặt có khả năng khá mạnh, tôi liền thả lên một cái xích phù, kiếm đồng cũng được cầm chắc trong tay. Tôi quát lớn: "Ngươi là ma quỷ ở đâu? Mau xuất hiện đi, trước khi ta đánh tan hồn phách của ngươi." Xích phù tỏa ra một luồng ánh sáng mạnh mẽ bao trùm về phía trước. Lúc này trước mặt tôi đột nhiên xuất hiện một quỷ thể lơ lửng giữa không trung. Quỷ thể ấy thét lên từng tiếng nghe rợn người, xung quanh lại bị xích phù giam cầm, cơ bản là không thể nào chạy thoát được. Tôi giơ kiếm đồng về phía trước, gằn giọng lên hỏi: "Tại sao ngươi lại đến đây? Tác oai tác quái!" Quỷ hồn kia vùng vẫy, con người trắng dã, cái đầu đứt ra chỉ còn chút da dính lại, lắc lư qua lại, trông chẳng khác gì chiếc đồng hồ quả lắc. Hắn ta gào lên: "Tôi không hại người, tôi chưa đụng đến hai người kia." "Ngươi không hại ai có nghĩa là chưa đến lúc hại. Tại sao chết rồi không đi đầu thai mà còn sống ở đây để hù dọa người?" "Cơ thể của tôi không lành lặn, tôi không thể." "Tiên sư, xin cô tha cho tôi chưa hại ai." Đúng là hắn ta chưa hại ai, nhìn qua chỉ là một quỷ hồn cấp thấp, không tính là ác quỷ. Chỉ là... "Ngươi nói thật cho ta biết, ở đây còn có quỷ hồn nào nữa, có đúng không?" "Không có, chỉ có tôi. Tôi thấy nhà này không có người nên tôi xin một chỗ để tá túc thôi." "Có chắc không?" "Chắc chứ. Xin tiên sư bỏ qua cho tôi. Tôi xin tiên sư đấy." "Tha cho ngươi thì không thể. Là ngươi tự đưa đầu đến cho ta bắt ấy, cũng không thể nào trách ta được. Bây giờ ta cho ngươi hai lựa chọn. Một là đi xuống âm phủ báo danh đầu thai, hai là bị ta đánh cho tan hồn phách." "Tôi không muốn bị đánh tan hồn phách đâu. Tôi muốn đi đầu thai. Tôi muốn đi đầu thai." "Được, nếu đã vậy, trước ấy, ngươi cứ tạm ở trong cái lọ trấn hồn này, ta sẽ hóa duyên cho ngươi sau. Chết rồi thì nên đi đầu thai chuyển kiếp. Đừng nghĩ bản thân có thể tu luyện để thành quỷ vương. Nếu để Diêm Vương biết được, kết quả của ngươi rất thảm. Nghe rõ chưa?" "Nghe rõ." Tôi gật đầu, sau đó mở nút lọ trấn hồn rồi thu hồn phách của ác quỷ kia vào. Thu xong, tôi nhìn quanh một vòng, cười lớn và nói: "Tưởng gì chỉ là ác quỷ, dễ dàng quá rồi." Nói xong tôi đảo mắt một chút mới đi xuống dưới lầu. Vừa thấy hai người Kiến Vũ và anh Mẫn, tôi liền kéo bọn họ đi nhanh ra ngoài. Tôi nói gấp: "Anh Mẫn, anh có bỏ cái gì trong nhà này không? Nếu có, mau đến lấy rồi đi theo tôi." Anh Mẫn nhìn gương mặt nghiêm trọng của tôi, anh ta gật đầu rồi gấp rút đi vào trong, lấy ba lô điện thoại, sau đó chạy nhanh về phía tôi. Tôi kéo hai người đàn ông này ra ngoài, sau đó để anh Mẫn khóa cửa lại. Thấy anh Mẫn đã làm xong xuôi, tôi liền nói: "Xong rồi, tôi mới diệt trừ yêu ma xong. Anh trước tiên đừng đến đây ở vội, đợi vài ngày nữa rồi hãy đến. Anh nhớ rồi chứ?" "Tôi nhớ rồi." "Coi như xong rồi, giờ anh theo tôi đi ăn chút gì, coi như ăn mừng vừa bắt được quỷ." "Được được." Nói xong, cả ba người bọn tôi kéo nhau ra ngoài. Lúc ra đến cổng, tôi khẽ liếc mắt nhìn vào trong. Ở phía tầng 2, căn phòng cuối cùng giáp với cửa sổ, có một ánh mắt đỏ rực đang dõi theo bọn tôi. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi tới cho quý vị và các bạn tập 4 của bộ truyện Nàng Dâu 49 Ngày, được viết bởi tác giả Trần Phan Trúc Giang. Tâm An vừa mới gửi tới cho quý vị những tình tiết rất là đáng sợ của tập 4. Đọc thôi mà cảm thấy rùng rợn trong người. Không biết là quý vị có cảm nhận như thế nào về câu chuyện này? Hãy comment cảm nhận của quý vị ở dưới video này cho Tâm An và mọi người được biết với nhé. Và Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị tập 5, tiếp tục những series bắt ma của cô gái tên là Tiểu Tiên. Bắt quỷ chứ ạ, Tâm An xin lỗi. Để rồi xem cô gái Tiểu Tiên, Tiểu Bình của chúng ta sẽ làm như thế nào để có thể bắt được những quỷ hồn đang còn vương vẩn ở trên trần gian này. Và Tâm An cũng nghĩ rằng là về cái thân thế của Tam Thiếu sẽ dần dần được tiết lộ.
chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi quý vị nhé. Còn bây giờ cho phép Tâm An xin được chào tạm biệt tất cả quý vị. Chúc quý vị có một buổi tối thật là ngon giấc. Xin chào và hẹn gặp lại.